Sau khi có các thông tin gây hoang mang về bình giữ nhiệt Trung Quốc ở Việt Nam, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phối hợp với Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia lấy 8 mẫu bình giữ nhiệt để xét nghiệm, 5 mẫu lấy từ thị trường và 3 mẫu đã được thông báo chất lượng công phẩm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 5 mẫu bình đang bán trên thị trường độc lập vẫn bị thôi nhiễm kim loại nặng trĩu. Tuy nhiên, hàm lượng kim loại nặng trĩu bị thôi nhiễm của những bình này vẫn nằm trong giới hạn cho phép. 3 mẫu bình đã được thông báo chất lượng công phẩm có hậu quả xét nghiệm không phát hiện hàm lượng kim loại nặng trĩu thôi nhiễm. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư, Thí sinh Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội phân tích, sở dĩ có sự khác lạ như vậy vì bình giữ nhiệt bằng inox thông thường tuân theo đúng tiêu chuẩn lao lý sử dụng loại inox nào để làm. Với những loại inox đúng quy chuẩn thì tài năng thôi nhiễm kim loại nặng trĩu luôn ở dưới ngưỡng cho phép nên người dân có thể yên tâm sử dụng, bình an cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh những loại đạt đúng quy chuẩn của những cơ sở tạo ra có sự kiểm soát và đã đăng ký thì có những loại hàng trôi nổi trên thị trường chưa có kiểm định. Những loại này có thể được làm bằng loại thép inox thường chất lượng loại dùng để làm cửa, làm tấm che chắn chứ không phải loại inox bình ăn để sử dụng làm đồ nóng nước hoặc đun nấu nướng thực phẩm. Vì thế tài năng thôi nhiễm kim loại nặng trĩu là có xảy ra. Nếu kim loại nặng trĩu bị thôi nhiễm ra trong những điều khiếu nại nhất định vượt quá ngưỡng cho phép thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu pha. Đặc biệt, kim loại nặng trĩu có tài năng tích lũy rất cao. Nghĩa là có thể người tiêu pha chưa ăn uống với hàm lượng kim loại nặng trĩu đủ để gây ra những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe dẫn đến tình trạng ngộ độc cấp tính nhận ra ngay. Tuy nhiên, kim loại nặng trĩu tích tụ dần dần với nồng độ thấp đến một thời gian, thời điểm nhất định khi đủ mức độ sẽ tác động rất lớn đến sức khỏe. Đặc biệt, có những kim loại có thể tích lũy trong xương, tủy. Từ đó hình thành ngộ độc kim loại nặng trĩu do thiếu máu, không tạo ra ra hồng cầu. Nếu như không có sự chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tình trạng xấu nhất là tử vong, Phó Giáo sư, Thí sinh Nguyễn Duy Thịnh phân tích. Hiện nay, khi thời tiết vào đông cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng bình giữ nhiệt của người tiêu pha tăng cao. Trước thực trạng đó, Phó Giáo sư, Thí sinh Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo những loại bình giữ nhiệt được bán trong các khu chợ có kiểm định chất lượng, đăng ký công phẩm, xuất xứ rõ dùng tốt, thuận tiện với người tiêu pha nhất. Tuy nhiên, đồng nghĩa với bình an thì giá công phẩm khá đắt. Những loại bán trôi nổi trên thị trường giá rẻ có giá chỉ bằng 1/3, 1/4 giá hàng chính phẩm. Vì thế đừng ham rẻ mà đổi sức khỏe của mình, Phó Giáo sư, Thí sinh Duy Thịnh nhấn mạnh. Trước đó, Viện Nghiên cứu Giảng và Kiểm định Chất lượng Cống phẩm tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thông báo thông tin trong bình giữ nhiệt có thôi nhiễm kim loại nặng trĩu gây ung thư khi người tiêu pha đựng các loại nước có tính axit mạnh trong đó như nước trái cây, trà. Ngay sau đó, cơ quan tác dụng Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 145 mẫu bình giữ nhiệt trên thị có tới 73 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.